Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, hiện nay có rất nhiều cha mẹ cho con em mình sử dụng chiếc điện thoại thông minh và không kiểm soát được xem là con đang xem gì và chơi những gì. Đến khi nhận ra con mình đã mắc phải chứng nghiện game thì đã quá muộn. Và khi trẻ nghiện game thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tâm lý của trẻ cũng như việc học hành, sinh hoạt của trẻ cũng như là gia đình. Không biết nghiện game có phải là một bệnh hay không? Và chúng ta cần phải làm gì khi trẻ bị nghiện game online? Chúng ta cùng tìm hiểu trong chương trình Sức khỏe và đời sống kỳ này quý vị nhé. Ngọc Diễm xin được giới thiệu khách mời tham gia chương trình, chuyên viên tâm lý Trần Giang Phương, trưởng khoa tâm lý trị liệu phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Long An. Văn Phương xin kính chào Ngọc Diễm và quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Truyền hình Long An. Xin cảm ơn chuyên viên tâm lý Trần Văn Phương đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, với chủ đề của chúng ta là nghiện game online thì không biết là chúng ta, đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là nghiện game online được hiểu như thế nào là đúng ạ? Cái vấn đề nghiện game online ngày nay ở các độ tuổi trẻ rất là nhiều, đặc biệt là theo cái sự liệt kê của các nhà khoa học cũng như các vấn đề nhà xã hội người ta cảnh báo, đó là cái vấn đề tình trạng không kiểm soát. Không kiểm soát nghĩa là chúng ta chơi, các trẻ gần như là chơi liên tục, không có nghỉ biết là ngày và đêm, cũng như là vấn đề trẻ lệ thuộc quá nhiều vào game, mà lúc đó thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến vấn đề tâm lý, vấn đề nhân cách với vấn đề lối sống và ảnh hưởng rất nhiều vấn đề khác. Đó là một cái vấn đề tình trạng mà ngày nay xảy ra rất là nhiều. Thưa anh, như anh vừa chia sẻ thì hiện nay rất là nhiều trẻ say mê và say sưa với các trò chơi game online trên điện thoại. Và dữ liệu thì không biết thì trẻ nào khi tiếp xúc với game cũng rất là say sưa với nó, thì chúng ta làm sao để phân biệt được là trẻ chỉ là yêu thích thông thường và trẻ nào thì đang có những cái biểu hiện là nghiện game ạ? Thường giữa cái sự mà trẻ yêu thích thông thường với là một trẻ nghiện game nó khác hoàn toàn. Thứ nhất, đầu tiên nó là về vấn đề nhận diện bên ngoài. Trẻ cảm thấy mà nghiện game thì nó sẽ cảm thấy đờ đẫn, mệt mỏi, bi quan, đôi khi chán nản, và đôi khi nó ngược lại là cái sự hứng khởi, cái sự hào hứng, cái sự mà nó cảm thấy nó được thỏa mãn trong cái trò chơi game đó. Tuy nhiên, đó là một cái vấn đề mà ngày nay khi mà cha mẹ cứ nghĩ giao cho con mình một cái máy thôi, tự nó muốn làm gì làm, không cần kiểm soát, không cần biết nó chơi cái gì, không biết nó làm như thế nào. Và đặc biệt cái tình trạng đó nó càng gây nguy hiểm hơn khi nó có những cái vấn đề về bệnh lý, ví dụ bệnh lý về mắt, bệnh lý về dạ dày cũng như các vấn đề khác mà cha mẹ không biết được cái hậu quả của nó. Đặc biệt là những cái vấn đề một trẻ bình thường, ví dụ như nó yêu thích chơi game thì nó có thể, hay hoặc nó chơi một cái trò chơi nào khác thì có thể trong một vài phút, vài chục phút hay hoặc là ít ra một thời gian ngắn. Còn đối với một trẻ nghiện game thì nó có những cái biểu hiện như mà Phương vừa trình bày đó, thì nó có những cái yếu tố khác lắm, rất là khác so với một trẻ bình thường. Như anh chia sẻ thì một trẻ mà nghiện game á, nó có thể thờ thẫn, buồn bã, thậm chí là có những trẻ nó rất là phấn khích với cái việc là nó chơi game. Thì không biết là game online vì sao mà lại gây ra được những cái sức hút đối với trẻ như vậy, mà nó có thể phân tán tâm lý của trẻ rất là nhiều như thế thưa anh? Theo cái nghiên cứu gần đây đó Ngọc Diễm, thì có một cái yếu tố mà các nhà khoa học nhấn mạnh đến đối với cái việc mà trong cái não của những trẻ mà đang bị chơi game đó, thì người ta thấy cái hàm lượng dopamine cũng như cái hàm lượng morphine nội sinh ở trong của trẻ nó tăng dần. Và nó tăng dần theo cái chiều hướng là nó đang tập trung, đang cố gắng và đang mày mò trong cái việc mà cái game nó chơi. Nó tạo một cái sự hứng khởi từ trong cái suy nghĩ, từ trong cái bộ não của nó. Nó làm cho cái tình trạng nó nghiện game, nó cảm thấy đó là cái thú vui mà nó chỉ biết là đó là cái điều đó quan trọng nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là cái nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp. Nguyên nhân trực tiếp ở đây thì nó có ảnh hưởng, ví dụ như nó vào một cái trò chơi game, nó thấy đó là một cái không gian, một cái môi trường mà nó có thể đáp ứng, mà nó có thể thích thú, nó có thể gắn bó với nó được. Thứ hai nữa là nó thể hiện cái cá tính của chính mình, vì nó có sự thắng thua mà, trong cái game thì có sự thắng thua. Và khi nó thắng thua vậy, nó sẽ thể hiện được đây là cái bản lĩnh của tôi, đây là cái cá tính của tôi, đây là cái điểm mạnh của tôi. Có những bạn vì vấn đề đó mà cứ theo cái vòng xoáy
cứ đẩy vào trong cái việc mà nghiện game liên tục, gần như là không có kiểm soát. Còn cái nguyên nhân người ta cũng cho biết cái nguyên nhân gián tiếp đó, đó là cái nguyên nhân từ phía gia đình cũng như là từ phía bản thân của người chơi game. Về phía gia đình đó, thì gần như là ít quan tâm, cha mẹ ít quan tâm đến con, cứ nghĩ là thả cho con cái máy đó là xong mọi chuyện, hay hoặc là đưa cho con cái máy đó thì mình sẽ có rảnh rang làm những chuyện này chuyện khác, hay hoặc là đưa cho con cái máy đó thì mình không cần quan tâm đến nó làm chi, nó chỉ ngồi đó biết nó ở đó là an bình an rồi, là an toàn rồi. Nhưng mà cái sai lầm nhất đó là cái vấn đề mà gây cho trẻ một cái vấn đề nghiện game lúc nào không biết. Và một cái vấn đề nữa là trẻ thiếu đi cái môi trường vui chơi giải trí lành mạnh. Ví dụ như thay vì một đứa trẻ ở độ tuổi này, độ tuổi nọ thì nó có cái những khám phá về môi trường xung quanh, về thế giới, về vấn đề giao tiếp, về vấn đề ngôn ngữ, cũng như nhiều cái vấn đề khác mà nó không có nghĩ là thế giới trong game đó là thế giới đã đủ cho nó rồi. Do đó cái việc đó là cái việc rất nguy hiểm, và cái việc đó ngày nay nó gây ảnh hưởng rất là lớn đối với vấn đề tâm lý, về vấn đề sinh lý, cũng như về vấn đề khía cạnh, về vấn đề giao tiếp, cũng như vấn đề phát triển về ngôn ngữ của trẻ. Như anh vừa chia sẻ thì đối với những trẻ nghiện game online một thời gian dài á, thì trong não các bé sẽ sản sinh ra những cái chất tạo sự kích thích đối với cơ thể của bé, thì sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng về sau. Thì không biết là anh có thể chia sẻ thêm về cái thực trạng nghiện game online hiện nay ra sao không thưa anh? Ngọc Diễm biết thì một cái nghiên cứu gần đây người ta cho thấy khẳng định rằng là có độ khoảng từ 8,5 đến 12% tổng số người bị nghiện game trên tổng số những trẻ em bị nghiện game. Và đặc biệt cái độ tuổi nó càng trẻ hóa. Trước nay thì có thể độ tuổi nghiện game nó khoảng từ 20 trở lên, nhưng mà hiện giờ là khoảng 10% trẻ có độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi. Và cái tỷ lệ phía sau đó cũng khá cao. Do đó cái tỷ lệ này mà nó một ngày một trẻ hóa, một ngày số lượng nó nhiều hơn. Ví dụ 100 trẻ này có hết 10 trẻ bị nghiện game rồi. Hay hoặc nếu mà cái độ tuổi mà trung bình khoảng từ 9 đến 12 trẻ là khá cao. Và một nghiên cứu gần đây là ngày 27 tháng 5 năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định rằng nghiện game là một rối loạn về tâm thần và hành vi, và được xếp một cái mã bệnh đó là 6C51. Đó là cái mã bệnh trong cái ICD-11 sắp tới sẽ xuất bản. Và đây là cái bệnh mã bệnh về mặt tâm thần, đó là nguy hiểm. Dạ. Như anh Phương vừa chia sẻ về cái thực trạng nghiện game online hiện nay, và cũng như là việc là nghiện game online được xem là một chứng bệnh về rối loạn tâm thần, thì ngoài những cái biểu hiện ban đầu anh vừa chia sẻ, thì không biết là đối với các bậc cha mẹ ở nhà chúng ta có những cái nhận diện biểu hiện đặc biệt nào hơn mà nó đặc trưng hơn để phát hiện ra là con mình là chính xác là đã nghiện game online ạ? Để nhận diện một trẻ nghiện game á Ngọc Diễm, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà nó sẽ có 9 dấu hiệu đặc trưng cho một cái việc mà để nhận diện một trẻ nghiện game. Đầu tiên đó là cái sự thèm muốn nghiện game của trẻ. Lúc nào nó cầm cái máy lên ha, cầm một cái iPad lên ha, ngay cả ngồi trên máy tính, dù là học online hay hoặc là học như tiếng Anh học gì đó, nó đều nghĩ tới vấn đề đầu tiên là chơi game. Cái việc thèm nó thể hiện ra bên ngoài rất là rõ ha. Rồi thứ hai nữa đó là cái vấn đề chơi liên tục. Và cái vấn đề chơi liên tục này nó cũng gần như là nó làm cho trẻ vấn đề mệt mỏi, kiệt sức, và nhiều trẻ bị chết trên bàn game lo do cái vấn đề mà mình mất năng lượng sống, kiệt sức, rồi mình cảm thấy quá tải trong cái cơ thể của mình, mà lúc đó mình đã tử vong không biết. Rồi cái vấn đề thứ ba nữa là cái sự không quan tâm đến mọi thứ. Thay vì một đứa trẻ nó đi học thì nó phải quan tâm cái việc làm bài, học bài, cái việc thời gian học, thời gian nghỉ ngơi của nó, cũng như là thời gian dành cho gia đình, cho những mối quan hệ trong gia đình, những người thân, thì nó gần như nó phủ nhận tất cả. Nó không quan tâm đến tất cả mọi thứ đâu. Nó chỉ quan tâm đến cái vấn đề là nghiện, được chơi game và thỏa mãn trong cái trò chơi game đó. Và cái điều Phương cũng nhận thấy qua cái việc mà tiếp xúc với các bé mà nghiện game đó Ngọc Diễm, thì đó là cái sự che giấu cảm xúc. Nó rõ lắm. Nó cảm xúc nó nhiều khi nó đờ đẫn, nó thẫn thờ, nó không muốn quan tâm. Một cái cảm xúc nó giống như là một cái yếu tố giống như là trầm cảm vậy đó. Nó bi quan, nó chán nản, nó cảm thấy khù khờ, nó mệt mỏi, khí sắc thì trầm buồn, có khi thì khí sắc nó biểu hiện ở bên ngoài nó dần như nó không muốn sống. Do cái vấn đề nó bị cha mẹ nó quản lý,
không muốn cho nó chơi nữa, hay hoặc là cắt đứt cái nguồn cảm xúc của nó, cái cảm hứng của nó, thì lúc đó cái yếu tố mà làm cho thể hiện cảm xúc bên ngoài nó bộc lộ ra. Nó làm cho cái việc mà cái tâm lý của nó cũng không được ổn lắm. Ví dụ như thường cọc cằn, nóng nảy, thường thì cảm thấy lúc vui lúc buồn lẫn lộn, mà nó không có một cái nguyên nhân rõ nào hết. Ví dụ như một đứa trẻ đi, làm cái gì điều gì đó nó không có thỏa mãn thì nó sẽ là buồn, ví dụ như vậy. Nhưng mà đối với nó thì một cái cảm xúc nó không có như vậy, nó khác với những đứa trẻ khác. Và cái yếu tố nữa đó là mất hứng thú. Nó mất hứng thú mọi thứ. Ví dụ như một đứa trẻ tùy theo độ tuổi, con có cái hứng thú được cha mẹ tặng cho cái này cái kia, con có hứng thú khi được chơi với bạn bè, con có cảm hứng thú khi được đi du lịch cùng với gia đình, hay là những cái gì đó, thì nó lại mất cái hứng thú đó hết. Nó không muốn quan tâm. Và cái điều nữa đó là cái sự nói dối. Nhiều khi nó chơi từ sáng đến chiều, nhưng mà cha mẹ hỏi con mới chơi, con mới cầm điện thoại, con mới cầm iPad. Rồi cái yếu tố cuối cùng mà Phương thấy rõ nhất đó là cái yếu tố mất ngủ. Nó rối loạn cái nhịp sinh học của nó hoàn toàn, Ngọc Diễm. Nhiều khi nó chơi cả đêm, từ sáng đến ngày đến đêm. Rồi đến khi mà cha mẹ nó hỏi thì nó lại gật gù, nó mệt mỏi, thay vì ban tối là thời gian nghỉ ngơi thì nó là nó chơi suốt, rồi ban ngày thì nó ngủ. Hay hoặc là nó có những cái biểu hiện về mất ngủ, ví dụ như mất thăm quầng nè, mệt mỏi nè, rồi chán ăn nè, là không muốn tiếp xúc với ai hết. Đó là những cái biểu hiện rất nguy hiểm mà cha mẹ cần phải quan tâm. Thưa anh, trẻ nghiện game thì theo nhiều phụ huynh cho là trẻ rất là chú ý đến máy tính, không có giao tiếp và dẫn đến là chứng trầm cảm, trẻ dễ bị chìm đắm, thậm chí là trẻ không có thoát ra được cái vai trong các trò chơi game, dẫn đến là những cái sinh ra những cái ảo tưởng, ảo giác, nên là dễ bị rối loạn về mặt tâm thần. Thì không biết là những cái suy nghĩ này của các bậc phụ huynh là liệu có đúng hay không thưa anh? Gần như là cái điều suy nghĩ của phụ huynh, cái sự quan tâm đó là đúng, Ngọc Diễm. Là vì thường nó sẽ có những cái động tác làm theo cái sự hướng dẫn của trên game. Ví dụ như những cái cảnh bạo lực, những cái cảnh rùng rợn trên game đi, thì đôi khi, và Ngọc Diễm cũng biết có một số cái bài báo mà trước đây đó, có những trẻ nó bắt cóc một đứa bé khác vào trong rừng rồi nó hành hung, làm kiểu giống như là một cái trò chơi game của nó vậy. Đó là cái sự ảo tưởng. Ảo tưởng khi mà nó lấy từ trong cái sự ảo đó, nó ra ngoài thực tế, nó áp dụng, nó hành động. Và cái việc đó rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm đối với một đứa trẻ khi mà bước vào cái tình trạng mà nghiện game quá mức. Và nó gây một cái sự ảo tưởng khi mà nó không nhận diện ra giữa cái thực tế và cái vấn đề không thực tế ở trong cái việc nào của nó. Xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên viên tâm lý Trần Văn Phương, trưởng khoa tâm lý trị liệu và phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Long An, dành cho quý khán giả xem đài ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, nghiện game online là một chứng bệnh nhiều trẻ mắc phải trong xã hội hiện nay. Đây không chỉ là vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ, mà còn là vấn đề của gia đình và xã hội, vì có thể gây ra những hậu quả khó lường trước. Do đó, khi trẻ bị nghiện game online thì những thành viên trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ của trẻ, nên làm gì để giúp trẻ thoát ra khỏi thế giới ảo của trò chơi? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Sức khỏe và đời sống kỳ sau. Mời quý vị đón theo dõi.